10 keo bằng 100 Robux, không biết nào mà rẻ như vậy được. Ngoài ra còn có các dịch vụ gaming pass giá rẻ nữa. Chưa kể còn có random mặt drop food nữa. Một shop giá rẻ như vậy thì sao có thể tồn tại? Thật ra là có đó. Các bạn hãy đến ngay dũngrobux.com được mua ngay nhé. Xin bạn đã quay trở lại cho Đông Minh. Ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Blood Sword cho các bạn. Ok, thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao được có thể cày tầm 100 triệu belly một ngày cho các bạn. Nhưng mà đây chỉ là con số ước tính thôi, nên chắc có thể là gần hoặc là hơn nếu các bạn cày chăm cày ha. Rồi thì ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Thì trước khi bắt đầu video, các bạn hãy cho mình một like, một sub nếu các bạn thấy video mình hay ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ bắt đầu video thôi. Thì đầu tiên các bạn cần phải lưu ý cho mình thì cách này đó chỉ là cách mà các bạn phải gọi là Chelsea Beast. Đấy, thì bạn nào mà chưa biết thôi nha. Còn bạn nào biết rồi thì thôi các bạn xem video cho vui. Và các bạn có thể tắt video nha. Các bạn đừng bây giờ chửi mình tao biết hết rồi thì lại bố. Các bạn hãy lưu ý với mình thì một thường thường á, một CB nó sẽ cho các bạn rất là nhiều tiền, tầm hơn 100.000 hoặc là hơn 150.000 gì đó mình không nhớ. Thì nói chung á là nếu mà các bạn có game bắt ít high money nha thì nó sẽ rất là có lợi với các bạn. Còn việc mà các bạn không có ít game bắt ít high money á thì các bạn hãy lên web dũngrobux.com để có thể mua đấy, giá rất là dễ rẻ các bạn. What the fuck? Mua game bắt trên đó thì giờ các bạn sẽ rất là có lợi, ai đi có thể cày được nhiều belly hơn. Đấy, đó chính là cái đầu tiên mà các bạn phải cần chuẩn bị. Cái thứ hai á, đó chính là nếu như mà các bạn không có cái bắt hai mon này cũng được, nhưng mà thôi kệ, cái đó cày hơi bị chua tí thiếu. Cái thứ hai là các bạn phải cần, đó chính là các bạn phải cần những cái vũ khí mà gọi là có thể đánh được cái AoE đấy, để có thể đánh được con Cibit. Thì như các bạn hay thấy đây thì hiện tại là mình đang xài Tushita. Thì các bạn hãy lưu ý cho mình, Tushita là cái vũ khí AoE mà duy nhất mà không đánh được cái con Cibit nha các bạn, nên các bạn hãy lưu ý cho mình ha. Cho nên các bạn hãy lấy những cái cây nào mà AoE đánh được Cibit. Thì mình nghĩ cái Dark Blade là một những cây khá là ngon đó các bạn. Kyoro á. Nhưng mà có một cái điểm gọi là mình khá là thích ở cái trái quỷ đó, chứ là trái quỷ nó nhiều skill hơn. Thì trái mắt ma với lại trái gì ta Trái Buder là một trong những trái mà mình thấy gọi là farm Cibit ngon nhất trong tựa game hiện tại. Thì nói chung là bạn nào mà nâng điểm trái quỷ á, mình nghĩ các bạn nên lấy trái Buder hoặc là trái mắt ma. Đây là một trong những trái gọi là farm Cibit ngon nhất. Còn nếu bạn nào mà main sốt hoặc là main gun á thì chịu. Nói chung là các bạn đam Cibit thì hơi bị ít xíu, thì hơi bị khó solo hơn. Đấy, thì chắc là mình lấy Buder đi ha, cho nó dễ. Chứ lấy đo lắc hồi Cibit đạp chết mình luôn. Rồi sau đó các bạn hãy lưu ý cho mình là các bạn hãy đi vào hướng này ha. Thì nói chung là Cibit thì các bạn treo gần tí xíu thôi, đừng có treo xa quá. Lại các bạn hãy, nếu mà các bạn có nhiều bạn bè thì các bạn cứ treo chung với bạn bè càng tốt. Rồi tiếp theo đó chính là các bạn hãy lưu ý cho mình, các bạn hãy đi là một chút xíu thôi, sau đó các bạn hãy để ý trên đầu mình nha. Đó, nó có chữ C có nghĩa là ở vị trí này cũng là được rồi các bạn, cho nên các bạn không cần phải đi xa đâu. Các bạn chỉ cần treo ngay cái chỗ cái chữ C thôi là con Cibit nó sẽ có rồi. Các bạn đừng có đi xa mà đến giữa biển luôn á. Lát hồi là các bạn kêu là các bạn bị hư cái tàu đúng không? Bị mấy cái ship nó spawn ra nó đánh bể tàu các bạn á. Thì các bạn còn mò đường về được, chứ mà các bạn đi xa quá thì thôi khỏi mà mò về luôn. Mò hơi bị xa đó. Rồi thì nói chung là con Cibit á nó sẽ spawn tầm khoảng thì nói chung là cũng vài phút. Nếu các bạn hên thì vài phút là nó spawn rồi. Còn nếu bị xui thì có thể 10-20 phút gì đó nó không spawn. Thì cũng tùy trường hợp nữa, nhiều khi các bạn spawn được nguyên cái gọi là cái Cibit Red luôn các bạn, cái Cibit Red á, có 3 con Cibit luôn. Hơi bị đẳng cấp, đó là tùy nhân phẩm thôi. Đấy. Thì nếu các bạn spawn được cái con đó rất là ngon. Xưa thì mình farm mình như là và đó tầm khoảng, hình như nếu mà mình hên thì một tiếng mới được tầm khoảng gần 10 triệu nha, gần phải lưới cho mình là gần 10 triệu. Thì nói chung là nếu mà con số ước tính như này á, thì các bạn 10 triệu các bạn nhân cho lại 10 tiếng đây, thì các bạn chỉ cần farm 10 tiếng thôi là các bạn đâu đó tầm khoảng gần 100 triệu belly rồi. Các bạn hãy lưu ý với mình là gần 100 triệu belly thôi nha, chứ không phải là đúng chính xác 100% hoàn toàn. Và các bạn hãy lưu ý che giờ sáng cho mình ha, nếu mà cho trời tối thì tỷ lệ ra Cibit hơi bị ít tí xíu. Đấy, cái che giờ sáng nè. Rồi các bạn áp ca đây. Ok, Cibit sao rồi các bạn, trời nãy giờ đợi. Ôi trời ơi. Đây, đánh Cibit nè. Ây da. Ok, nói chung Cibit này khá là dễ đánh các bạn. Ây da, ây da, ây da, ây da. Thôi chắc là mình hạn chế mình xài cái lại cái skill cái skill đập xuống đất đi các bạn. Chứ Cibit đánh mình gần ngõm. Nãy giờ chơi ngu quá, để Cibit đánh, quên. Ôi, anh nãy giờ nó cũng gần chết rồi anh em. Hả, nãy giờ. Ok, let's go. Ây da. Ui, nó còn đúng tí máu, dứt luôn. Ui, what? What the fuck? Dùng đó video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì cho mình like. Cảm ơn anh em, bye bye anh em nha.